Mấy con mèo này thoạt trông là mèo bình thường, nhưng chúng là những con mèo mà các nhà khoa học Hàn Quốc mới đây vừa công bố là thành tựu mới nhất của họ. Các chú mèo này được tạo ra từ phương pháp nhân bản vô tính và phát ra ánh sáng huyền quang đỏ khi được chiếu tia cực tím. Chúng là sản phẩm của một nhóm nghiên cứu của Kong In-keun, một chuyên gia nhân bản vô tính động vật của trường đại học Gyeongsang. Các nhà nghiên cứu đã xử lý protein phát huyền quang đỏ RFP trên mô da của giống mèo Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó cấy mô này vào trứng đã loại bỏ nhân để thụ tinh vô tính. Sau đó trứng đã thụ tinh được cấy vào một con mèo cái. Nhóm nghiên cứu giải thích rằng những chú mèo này giúp nghiên cứu thêm về các bệnh về gen ở người và các loài động vật bị đe dọa tuyệt chủng. Thành phố Pasto của Colombia tràn ngập không khí Giáng sinh khi đâu đâu cũng nhìn thấy ông già Noel. Hàng ngàn ông già Noel không phải trên xe tuần lộc mà là trên xe đạp đã xuống đường trong một hoạt động lớn nhằm tìm kiếm một kỷ lục Guinness mới. Hôm thứ Năm, hàng nghìn người mặc trang phục ông già Noel đã tụ tập tại thành phố Pasto của Colombia để tham gia sự kiện ông già Noel đi xe đạp với hy vọng sẽ có một chỗ trong sách kỷ lục Guinness. Người tham dự 13 tuổi Andres Rivas cho rằng sự kiện này rất tốt và tất cả trẻ em nên vui chơi Noel không đốt pháo. Nhà tổ chức sự kiện này Fabio Arevalo tin tưởng một kỷ lục mới đã được lập. Thành phố Pasto đã lập một kỷ lục thế giới Guinness mới với liên hoan Noel trên xe đạp này, quy tụ số ông già Noel đi xe đạp cao nhất. Trong những ngày gần đến Giáng sinh, những người lái xe và người đi bộ tại thành phố Providence, bang Rhode Island, Mỹ lại thân ái vẫy tay chào anh cảnh sát đang điều khiển giao thông ở một ngã tư đường trong thành phố bằng một hình thức rất đặc biệt. Sử dụng tiếng còi điều khiển giao thông và những động tác khiêu vũ, sĩ quan cảnh sát đã về hưu Tony Lepore lại xuống đường tham gia điều khiển giao thông và hâm nóng không khí khá lạnh của tiểu bang miền đông bắc nước Mỹ này. Năm nay đã 60 tuổi, Tony vẫn thể hiện sự mẫn cán và lòng nhiệt tình với cộng đồng bằng cách tham gia điều khiển giao thông và tạo cảm giác hưng phấn cho những người đi làm hoặc vừa tan sở về. Lần đầu tiên Tony điều khiển giao thông với phong cách độc đáo này là vào Giáng sinh năm 1987. Anh đã liên tục nhiệt tình thực hiện công việc này hàng năm mỗi khi thành phố gần đến lễ Giáng sinh hoặc dịp lễ hội tại địa phương. Theo anh, phần thưởng từ công việc của mình không gì giá trị bằng những cái chào hỏi và những nụ cười của những người dân địa phương khi đi ngang qua nơi anh làm việc. Quý vị vừa theo dõi xong bản tin thế giới trên kênh 7 của chúng tôi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. EasySYM.com. Để đảm bảo hương vị bia Tiger luôn tuyệt hảo, chúng tôi phải thực hiện hơn 200 lần kiểm tra chất lượng. Không gì ngạc nhiên khi bia Tiger đã đoạt hơn 40 giải thưởng quốc tế và vẫn đang tiếp tục chinh phục thêm nhiều danh hiệu nữa. Tôi thiết kế những công trình kiến trúc danh tiếng tại Milan đạt 5 giải thưởng thiết kế cao quý. Vậy các bạn muốn thiết kế một ngôi nhà như thế nào? Hãy thiết kế ngôi nhà xứng tầm với Kohler. Kohler thiết bị vệ sinh. 100.000 vé máy bay giá từ 15.000 đồng. 3 đường bay mới từ thành phố Hồ Chí Minh đến Huế, Hải Phòng, Vinh. 3 đường bay hiện tại đến Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng.
Bạn có biết vì sao bổ nước cốt gà Blend mỗi ngày? Nước cốt gà Brands là thức uống dinh dưỡng từ tinh chất gà, giúp bồi bổ thể chất và trí não. Có Brands, bỏ luôn khỏe mạnh. Hãy uống Brands mỗi ngày, nước cốt gà Brands. Bạn đã sẵn sàng cho kỷ nguyên công nghệ giải trí mới chưa? Kỷ nguyên mà người ta sẽ trò chuyện bằng âm nhạc, các game thủ được thỏa sức trụ tài. Một người có thể so tài với cả thế giới. Đó là kỷ nguyên sôi động nhất, diễn ra ngay trong thiết bị nhỏ nhất. Yên lặng vì kỷ nguyên mới sắp bắt đầu. Kỷ nguyên giải trí đa truyền thông. Lipovitan, năng lượng từ thiên nhiên. Dễ gãy, chống lại 7 dấu hiệu tóc bị tổn hại. Pentin chăm sóc toàn diện mới với công thức Pro Vitamin, giải pháp cho mọi vấn đề, cho một mái tóc đẹp khỏe. Gói nhỏ giá trị 500 đồng, tỏa sáng. Pentin. Đây, thì kiếm quá trời luôn. Dạ. Quá trời, tại đây nhiều người bán. À. Dạ. Xe để. Là... Em lùi xe lên xe. Ừ, đúng rồi, anh phải đậu lên trên lề đi. Vậy mưa gió chị, bán được không chị? Dạ, mưa này bán hơi chậm anh. Dạ, trời ơi, tụi em đi hãm mưa chơi luôn. Trời ơi, dạ. Rồi, gần không nhà chị, gần không. Dạ, nhà em ở điểm mưa phủ á chị. Dạ, chị. Dạ. Rồi đẩy bộ ra đây hả? Dạ, em đẩy bộ qua đây. Thôi đẩy vô một cái chỗ nào mình ngồi nói chuyện. Đúng rồi chị. Nha chị. Dạ chị nha. Dạ. Vô. Dạ đẩy lên lề ha. Dạ. Để em đẩy cho. Để em. Thị xe anh đi. Anh đẩy cho. Rồi để em đẩy cho. Ông cứ đẩy cho lạc xe em á. Được rồi, để em đẩy cho. À. Ấy trời. Em nhẹ đi ha anh ha. Đây hả? Thấy thèm quá chị. Dạ. Ăn gì anh? Dạ. Em muốn ăn hết. Ăn hết ủng hộ cho em một mình nữa. Trời ơi. Dạ, mở ra. Chị nhận dạ. Mà nãy giờ chị biết ai không? Chắc dạ. Biết hả? Dạ em biết, bữa nay em nghe nói tới chị em mừng quá. Đây người này. Em biết tên. Anh Minh Nhí mà. Ai đó mà trên dạ. TV đó chị. Dạ. Chắc chị lo đi bán nhiều hơn phải không chị? Mở nón người ta mới thấy, ta tại mới biết. Em đội nón chắc chị không nhìn ra. Em biết mà em quên tên anh. Phải đội nón chị ơi. Dạ. Dạ đội nón được cho mình an toàn. Dạ. À, như vậy là bán mỗi ngày là chị mua bao nhiêu? Dạ vốn em nhiều thì 300 mấy mà hả chị, như bữa nay em đi 200 mấy vốn. 200 mấy lượng á hả? Dạ. Trái cây không mà 200 mấy vốn nặng lắm chị, lại đồ dạo này nó hơi mắc. Vậy hả chị? Dạ. À, thơm bữa nay 6.000 trái. Dưa thì 6.000 ký. Dạ. Rồi mình bán vậy mỗi ngày chị lời khoảng bao nhiêu? Em lời từ 40-50. 40-50 ngàn. Không có nhiêu, bữa nay trời mưa thì em hơi chắc em sợ lỗ vốn, có nhiêu hồi bữa em trời mưa là em lỗ 50-60. Rồi vậy hả? Hãy dạ. Mưa là lỗ hả? Dạ. Rồi cảm ơn em. Cũng như trời nắng em nhờ trời nắng vậy đó. Dạ. Gồm có dạ, tức là chị mua tất cả những cái này rồi.